Dàn sao huyền thoại trong Bao Thanh Thiên năm 1993, sau 28 năm cuộc sống bây giờ ra sao? Kim Siêu Quận, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên và nhiều ngôi sao khác trong phim Bao Thanh Thiên ra đời năm 1993, đến nay gần 28 năm trôi qua, cuộc sống của họ giờ ra sao? Bao Thanh Thiên năm 1993 được xem là bộ phim kinh điển gắn liền tuổi thơ của nhiều thế hệ. Sau gần 28 năm trôi qua, nhiều cái tên tạo nên thành công cho tác phẩm là Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên đã bước sang tuổi già, họ chọn cuộc sống riêng an yên hơn. Bao Chửng, Kim Siêu Quần, tuổi già không con, nhiều bệnh. Kim Siêu Quần là một nam diễn viên gắn liền với vai diễn Bao Thanh Thiên. Trong nhiều năm trong phim, ông thể hiện hình tượng Bao Chửng liên khiết công minh. Để diễn trọn vẹn vai này, ông đã mất nửa năm nghiên cứu từ tạo hình đến tính cách Bao Chửng. Trước khi bộ phim bấm máy, để vào vai Kim Siêu Quần, ông phải tăng cân gần 20 kg, từ 80 lên 100 kg. Đến đây ông đã đóng 700 tập Bao Thanh Thiên, vậy nên đây là vai diễn để đời của nam diễn viên gạo cội và cũng là vai diễn thành công nhất của ông trong sự nghiệp. Về tình duyên, ông kết hôn với người vợ kém 23 tuổi là nữ diễn viên Trần Kỳ. Điều thú vị, bà cũng là người từng đóng vai Bàn Phi trong Bao Thanh Thiên. Ban đầu họ bị gia đình phản đối, tuy nhiên vượt qua mọi định kiến, cả hai vẫn đến với nhau và có hạnh phúc hơn 30 năm. Sau nhiều năm chung sống nhưng cả hai lại không có con. Dù vậy, tình cảm của hai vợ chồng Kim Siêu Quần vẫn luôn mặn nồng và không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc sống không có con cái. Ở tuổi U70, ông mắc nhiều bệnh. Năm 2016, nam diễn viên phát hiện ra bản thân có một cái u não và ông phải cắt bỏ cái u vào năm 2017. Bên cạnh đó, ông còn mắc những căn bệnh khác như cao huyết áp, đường huyết cao, mỡ máu cao. Nam diễn viên tâm sự với truyền thông rằng bản thân chỉ hy vọng mình có thể đóng đủ 1000 tập Bao Thanh Thiên, lúc ấy có thể xuôi tay nhắm mắt. Nhưng nhiều khán giả cho rằng sức khỏe hiện tại của ông khó mà đảm nhận. Công Tôn Sách, Phạm Hồng Hiên, tuổi già lặng lẽ, không vợ không con. Bao Thanh Thiên năm 1993 sẽ không có được thành công mỹ mãn khi thiếu đi mảnh ghép còn lại Phạm Hồng Hiên. Nếu bao công của Kim Siêu Quần đại diện cho công lý, triển chiêu của Hà Gia Kính là hiện thân của sự nghĩa hiệp, thì Công Tôn Sách do Phạm Hồng Hiên đảm nhiệm là hình mẫu tiêu biểu của trí tuệ tài năng. Nhiều người có thể không nhớ tên thật của nghệ sĩ sinh năm 1946, nhưng khi nhắc tới Công Tôn Sách, hình bóng của ông trong tác phẩm cách đây 28 năm vẫn hiện hữu rõ nét trong tâm tưởng. Nam diễn viên Đài Loan khắc họa thành công một Công Tôn Sách đỉnh đạt, nho nhã với học thuyết yên thâm và tài năng hiếm có, đồng thời là cánh tay phải đắc lực của Bao Chửng. Tương tự như Kim Siêu Quần, nghệ sĩ 75 tuổi sống cuộc đời còn lại trong cái bóng của nhân vật mà ông đã nhọc công thể hiện. Thành công của Bao Thanh Thiên đã giúp Phạm Hồng Hiên hóa thân thành Công Tôn Sách tổng cộng 8 lần và trở thành phiên bản khó quên nhất của màn ảnh. Hiện tại Phạm Hồng Hiên đã bước sang tuổi 75, sức khỏe ngày một suy yếu và sống kín tiếng hơn xưa. Thỉnh thoảng ông vẫn tham gia một số bộ phim cho đỡ nhớ nghề. Năm 2009, nam diễn viên kỳ cựu cùng với Kim Siêu Quần và Hà Gia Kính tái hợp trong loạt phim mới về Bao Thanh Thiên. Lúc này ông đã ngoài 60 và e ngại sức khỏe ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Thậm chí ban đầu nghệ sĩ gạo cội còn từ chối vì sợ không theo kịp hai bạn diễn còn lại. Phạm Hồng Hiên từng chia sẻ, vài năm trở lại đây tôi đã già đi đáng kể, sức khỏe cũng không còn tốt như xưa. Tôi lo lắng mình không theo kịp tiến độ, từ đó kéo cả Kim Siêu Quần lẫn Hà Gia Kính xuống theo. May mắn là hai người họ luôn quan tâm, nâng đỡ và che lưng cho tôi, vì vậy tôi mới có đủ tự tin để hoàn thành vai diễn lớn tuổi nhất trong bộ phim hiện tại, nên sức khỏe của nam diễn viên U80 cũng giảm sút nhanh hơn hai đồng nghiệp còn lại. Ý thức được điều đó, ngôi sao gạo cội xứ Đài rất quan tâm đến sức khỏe bản thân. Ông thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, giữ tinh thần lạc quan. Phạm Hồng Hiên đang trải qua tuổi già lặng lẽ cô độc khi không lấy một người bạn đời bên cạnh hay có con cái phụng dưỡng. Nghệ sĩ sinh năm 1946 thừa nhận, thời trẻ ông miệt mài cống hiến nghệ thuật, lo kiếm tiền để tương lai sống thảnh thơi hơn, nên không đặt nặng chuyện lập gia đình sinh con đẻ cái. Đến khi nhận ra tầm quan trọng của một tổ ấm, bản thân đã già từ lúc nào không hay. Chính điều này khiến cho nam diễn viên 75 tuổi vô cùng ân hận, nhưng đã quá muộn màng. Triển chiêu, Hà Gia Kính, hào hoa, giàu có, nhưng mãi độc thân. Trong Bao Thanh Thiên, Hà Gia Kính thủ vai Triển chiêu, một người hùng, cương trực, hào hiệp, với võ công cao cường và tấm lòng nhân nghĩa. Vẻ ngoài bảnh bao phong độ cùng khả năng hóa thân tài tình của nam diễn viên sinh năm 1959 đã chinh phục hàng triệu khán giả, đưa tên tuổi ông vang danh khắp châu Á. Từng có không ít tài tử như Lữ Lương Vĩ, Lưu Đức Hoa, Tiêu Ân Tuấn, Khó thân thành triển chiêu, nhưng khi nhắc đến nhân vật huyền thoại này, Hà Gia Kính là cái tên được khen ngợi hơn cả. Đến tận bây giờ, tài tử 62 tuổi vẫn được biết đến với danh xưng triển chiêu đẹp nhất màn ảnh. Sau thành công của Bao Thanh Thiên cách đây 28 năm, Hà Gia Kính tham gia nhiều bộ phim nhưng không thể vượt qua cái bóng của triển chiêu. Ông cùng với hai mảnh ghép huyền thoại còn lại là Kim Siêu Quận và Phạm Hồng Hiên nhiều lần tái hợp trong các tác phẩm về Bao Công như Bao Thanh Thiên năm 2008, ba phần Tân Bao Thanh Thiên, Thất hiệp Ngũ nghĩa 2010, Bích huyết Đen Tâm 2011 và Khai phong kỳ án 2012. Bao Thanh Thiên cũng là loạt phim cuối cùng của tài tử huyền thoại trước khi chính thức giả từ sự nghiệp diễn xuất vào năm 2014. Rời xa ánh hào quang, Hà Gia Kính chuyển hướng kinh doanh và tạo dựng đế chế riêng ở Hoài Châu, Trung Quốc. Nam diễn viên kinh doanh thực phẩm sạch và xây dựng nên cơ ngơi đồ sộ đứng tên mình. Vào tháng 7 năm 2020, diễn viên tại danh thổ nào trở thành doanh nhân giàu có, sở hữu tài sản rộng hơn 100 triệu nhân dân tệ, hơn 331 tỷ đồng. Ở tuổi ngoài 60, bên cạnh công việc kinh doanh ăn nên làm ra, Hà Gia Kính còn thu hút lượng fan đông đảo nhờ vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai phong độ, gương mặt nam tính trẻ trung đến khó tin nhờ chăm chỉ tập luyện và tuân thủ chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Sở hữu danh tiếng thiên tài lẫn sắc vóc, song quý ông không tuổi ở làng giải trí Hoa ngữ vẫn mãi lệ bóng. Suốt sự nghiệp nghệ thuật, ngôi sao kỳ cựu chỉ công khai mối quan hệ với hai người đẹp là Kim Tố Mai và Lý Uyển Hoa, song cả hai cuộc tình đều không có được cái kết viên mãn. Hiện tại Hà Gia Kính đang tận hưởng cuộc sống độc thân lành mạnh tự do của mình. Ông thừa nhận hài lòng với những gì mình đang có và tự hào với việc kinh doanh đem lại những sản phẩm sạch, an toàn và sức khỏe cho mọi người. Dù là triệu phú, tài tử sinh năm 1959 vẫn không quên bản thân là một nghệ sĩ và luôn mang trong mình nỗi nhớ sân khấu. Đó là lý do ông thỉnh thoảng vẫn nhận show để thỏa nỗi nhớ nghề và được giao lưu với khán giả, không đặt nặng chuyện quy mô sự kiện hay cát xê. Bác Hiền Vương, Long Long. Nghệ sĩ Long Long sinh năm 1950 tại thành phố Hội An, tỉnh Giang Tô. Ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí, Long Long nhờ ngoại hình thư sinh điển trai và được phong tặng là một trong những mỹ nam xứ Đài xuất chúng thập niên 70. Khán giả truyền hình đã quen với ông qua hàng loạt bộ phim như Thi Công Kỳ Án, Trung Nguyên Kiếm Khách, Hàng Phi Hồng và Dì Thập Tam, Yên Vũ Giang Nam, Thiếu niên Trương Tam Phong, Thổ địa Công Truyền Kỳ. Dù thực tế ông khởi nghiệp từ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1969, nhưng phải mãi 20 năm sau, nghệ sĩ Long Long mới thực sự nổi tiếng qua hình ảnh Bác Vương Gia trong Bao Thanh Thiên. Nghệ sĩ Long Long đã theo chân Kim Siêu Quần để góp mặt trong hầu hết những phiên bản dựng 2008, 2010 và 2011. Hiện tại, ông đã ngoài 67 tuổi và không còn đủ sức khỏe để đứng trên phim trường. Tuy vậy, nhiều khán giả khẳng định hình ảnh Bác Vương Gia Long Long sẽ còn mãi trong tâm trí họ. Đời sống cá nhân của Long Long khá kín tiếng. Đến nay, ông vẫn sống độc thân và không có ý định lập gia đình. Bàn Thái Sư, Đỗ Mãn Sinh. Bàn Thái Sư cũng là một nhân vật phản diện khá quen thuộc trong Bao Thanh Thiên. Vai diễn này do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Mãn Sinh thể hiện. Sau này, Đỗ Mãn Sinh còn tiếp tục những vai diễn độc án tương tự ở các phim như Thất hiệp Ngũ nghĩa, Bao Công kỳ án, Bao Công xuất tuần. Ngoài diễn xuất, ông nổi tiếng với khả năng lồng tiếng. Ông từng tham gia lồng tiếng cho nhiều bộ phim như Phi Ưng, Sở Lưu Hương, Lãnh Nguyệt Cô Tinh Kiếm. Hiện nay, ông đã ngoài 70 tuổi nên đã dừng sự nghiệp diễn xuất. Cuộc sống gia đình của Đỗ Mãn Sinh cũng khiến cho người hâm mộ vô cùng tò mò khi ông vẫn trung thành với cuộc sống độc thân. Bốn chàng hộ vệ của Khai Phong Phủ. Vương Triều, Cao Niệm Quốc đóng, Mã Hán do Từ Kiếm Ninh đảm nhận, Trương Long Dương Hùng đóng và Triệu Hồ, Triệu Trường Sinh chỉ đình đám khi Bao Thanh Thiên 1993 tạo cơn sốt. Sau tác phẩm này, họ hầu như không có được vai diễn nào đáng chú ý, dần dần bỏ nghề. Trong đó Trương Long Dương Hùng, sau thành công của bộ phim Bao Thanh Thiên, Dương Hùng nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Mỗi tập phim Bao Thanh Thiên, Dương Hùng thu được 15.000 nhân dân tệ, 50 triệu đồng một tập. Sau thời gian dài đóng phim, Dương Hùng chuyển hướng sang kinh doanh. Anh dốc hết tiền đầu tư phòng tập thể hình, nhưng lại bị đối tác lừa đảo, mất tiền và rơi vào cảnh phá sản. Rơi vào cảnh đường cùng, Dương Hùng quyết định đi đóng phim cấp 3 để kiếm tiền nhanh. Khi kiếm đủ tiền, nam diễn viên đã từ bỏ công việc này. Anh dùng số vốn còn lại để mở cửa hàng nhỏ và quyết định rời xa làng giải trí. Mã Hán, Từ Kiến Phủ. Từ Kiến Phủ đảm nhận vai Mã Hán trong Bao Thanh Thiên. Anh sinh năm 1960 tại Đài Loan và khởi nghiệp với vai trò ca sĩ, diễn viên và MC. Năm 1995, anh được tôn vinh tại hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc của giải Chuông Vàng. Năm 2009, Từ Kiến Phủ gặp rắc rối về pháp lý vì đầu tư không thành công, hôn nhân của anh cũng rơi vào cảnh bế tắc. Thiếu tiền bạc, nam diễn viên chịu cảnh bị đòi nợ khắp nơi và phải tuyên bố phá sản. Từ đó truyền thông cũng không còn thông tin về Từ Kiến Phủ. Bàn Lệ Nhi, Bàn Phi, Trần Kỳ. Trần Kỳ được biết đến là một mỹ nhân trong Bao Thanh Thiên năm 1993. Nhưng ngoài đời cô lại là một người vợ hiền hậu, xinh đẹp của Kim Siêu Quận. Sau bộ phim Bao Thanh Thiên, nhiều lần Trần Kỳ được mời đóng cặp vợ chồng trong nhiều bộ phim như Cha Vạn Tuế, Sáu Giấc Mộng, Tần Xuân Liên, Lưu Thiết Hoa. Lưu Thiết Hoa là gương mặt diễn viên nữ nổi bật trong series phim truyền hình Bao Thanh Thiên với 3 phần phim Trác Mỹ Án, Sự Trảm Trần Thế Mỹ, Ba Hồi Trống và Thu Nương. Cũng giống như Trương Ngọc Yến và Khâu Vô Đình, Lưu Thiết Hoa thường thể hiện các nhân vật hiền diệu xinh đẹp nhưng có cuộc đời đầy trắc trở gian truân. Với đôi mắt biết nói và diễn xuất ấn tượng, Lưu Thiết Hoa chinh phục trái tim đông đảo người xem. Trở về với cuộc sống cơ đơn, Lưu Thiết Hoa ở tuổi gần 60 tìm đến niềm vui vẽ tranh nuôi chó và đóng phim Người Đẹp Khóc Một Thời Giờ Đây vào vai bà, vai mẹ của những diễn viên thế hệ 9X. Cuộc đời tôi vui buồn là thế, có điều gì mà khán giả không biết. Dù là minh tinh hay nhân viên văn phòng, điều quan trọng nhất vẫn phải biết chấp nhận số phận và vượt lên nỗi đau để sống tiếp. Giờ đây khi ánh đèn sân khấu không còn chiếu lên người phụ nữ gần 60 tuổi, Lưu Thiết Hoa chọn một cuộc sống bình thản để quên đi một đời trung kiên của mình. Nữ Thừa Trạch. Năm 1993, Nữ Thừa Trạch tham gia phim Bao Thanh Thiên và ở gây ấn tượng khi đảm nhận các vai phản diện trong các phần Hồ Thiên Luân, Báo Ân Đình, Trảm Bàn Dục. Nhờ những vai diễn này, Nữ Thừa Trạch khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực truyền hình. Nữ Thừa Trạch từng 4 lần được đề cử tại giải Kim Mã và trở thành đạo diễn nổi tiếng ở Đài Loan. Một trong những bộ phim xuất sắc nhất của Nữ Thừa Trạch là Monka, tác phẩm từng được lựa chọn tham dự giải Oscar năm 2010. Ngoài ra, Nữ Thừa Trạch còn ghi dấu ấn với bộ phim Love cùng dàn diễn viên Triệu Vi, Tư Kỳ và Triệu Hữu Đình. Theo Xin Treo, Nữ Thừa Trạch chấp hành án phạt tù vì tội danh cưỡng hiếp phụ nữ từ tháng 11 năm 2021. Tài tử bị tuyên án 4 năm. Thời gian mãn hạn tù dự kiến là đến tháng 11 năm 2025. Ngoài ra, trong Bao Thanh Thiên năm 1993, có đến 3 diễn viên cùng đảm nhận vai hoàng đế Tống Nhân Tông là Tôn Bằng, Vương Trung Hoàng và Thi Vũ. Mặc dù không nhiều đất diễn, song diễn xuất của họ đều tạo được dấu ấn riêng. Hiện Thi Vũ ngưng đóng phim, còn Tôn Bằng và Vương Trung Hoàng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện với vai trò khách mời.